Làm bể đầu con. Này bể đầu con rồi, nó có xin lỗi con không? Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo của Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Ông bà cô chú cười đâu mà cười? Mắc cỡ mắc gì á? Đi học nè, lên xe đi học nè. Sáng nó bận hai cái áo và áo ghi lê chồng cá đó ngoài, nó không cho, nó xấu bận nghĩ xấu bận cái mới đẹp, nó không cho quay nữa. Bye bye mẹ. Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo của Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Bây giờ thì sáng em đưa bé heo đi học xong rồi, giờ em đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn á. Bữa nay em sẽ tập cho bé heo tự giác ăn rau luộc nè, rồi món này món kia. Mời cô chú anh chị đi với em. Hôm nay đi rất đông quá cô chú. Bên đó là siêu thị đó, đối diện là siêu thị. Lạnh lắm cho nên người ta cái xe người ta có cái đồ chùm lại hoặc là cái xe như vậy đó. Như xe kiểu như xe hơi vậy đó, nó ấm. Đã lạnh này còn thêm gió nữa, lạnh chịu không nổi. Ơi, nắm tay bạn đó hả? Bye bye, đi về. Rồi sao? Không mời cô bà, ông bà cô chú hả? Giỏi, ăn mọi thứ một miếng vậy đó con. Ăn đi con. Ăn đùi gà trước đi. Ăn bắt tay, ăn lẹ đi, hơi cơm nguội nha, ăn mỗi thứ một miếng nha. Sao ngon không? Làm cơm trái tim cho mẹ hai cái trái tim, cái đùi gà. Mẹ sẽ ngồi. Sẽ làm một miếng cho con coi. Sẽ hả? Ừ. Ăn cơm rồi kìa. Từ từ thôi con nóng. Từ ô từ từ. Tùy. Khổ chứ cả. Phá hơi xuống lại. Giỏi quá. Rồi ăn miếng rau cho bông bà cô chú coi coi. Nhai hết trong miệng nữa, ăn nữa từ từ thôi. Ăn cái rau nào chiếc cái rau đó ăn vô. Chấm cùi chen ăn. Chấm tương cà. Chấm tương cà ăn đi con, hồi mày rửa tay cho. Hồi nãy rửa tay rồi mới ăn đó. Bóc tay đi, bóc đi, có mang bao tay mà. Rồi chấm tương cà. Chấm tương cà cắn miếng. Thử rồi, ngon lắm, ngon luôn. Ngon dữ lắm luôn. Ăn cái đó đẹp gái đó, ăn cái đó phiêu liền mỹ nhụy đó. Đi con. Ăn thịt, ăn miếng thịt, ăn miếng cơm vô. Nãy giờ ăn ngon không nghe nói gì trơn vậy? Rồi ăn miếng cơm vô. Ông phái ăn tương cà dữ lắm. Rồi ăn miếng cơm vô cho mẹ. Bữa nay bữa đầu tiên tập nó ăn kiểu này nè. Ăn miếng cơm vô, ít ít thôi. Ăn từ từ vậy đó. Giỏi mẹ thương. Lớn ăn cơm mà ai mà đút cháo hoài. Phải không con? Phải không? Có ăn gì là con giỏi đó. Chiều nay mày làm cho con ăn nữa nha. Giỏi.
Nghe là mẹ thương. Mama kể đi tin ta tan. Chân chi lưu liều. Mẹ nhai hết đều ăn nữa, từ từ thôi. Đói cũng từ từ ăn thôi con. Có cái mâm cho nó mà hồi đó nó không ăn rồi. Gọi đem dẹp tắt ở đâu giờ kiếm không gặp. Ngày nào cũng vậy, bước về tới nhà cái 11 giờ. Cái ăn uống cái rồi ăn xong cái 11 gử. Coi cho nó chơi xíu cho cơm xuống cái bắt đầu 12 giờ bắt đầu đi ngủ. Ngủ cái 1 giờ thức dậy cái bắt đầu chuẩn bị đi học nha. Thức dậy uống hộp sữa. Cái 11 giờ rưỡi cái bắt đầu đi đưa đằng đến trường. Đi học cái này không có thời gian làm ăn gì hết trơn. Canh nó rước nó không. Ngon lắm hả? Tiền tan cho mẹ đi. Mẹ con ít lại không biết là giờ có điện thoại giờ ăn. Thôi. Ăn cơ không được coi điện thoại, không ai bé ngoan. Mấy người lớn rồi hả? Ừ. Và người lớn có nói gì không? Không có nói gì nữa. Nó làm bể đầu con. Là bể đầu con rồi, nó có xin lỗi con không? Không. Trời, nó xô con hay là sao? Hay là nó chạy trúng con? Nó chạy trúng con là con một cái là con giết vô đây. Chém vô mình đây là nó ré. Vậy đó hả? Mai mốt là con thấy nó chạy là con tránh xa nó ra biết chưa? Bây giờ té là bể đầu không sao, mai mốt là chảy máu rồi đó, nó xấu gái hết đẹp gái biết không? Đi học đệ lên. Đi học. Đi. Mẹ. Em đi nha. Té. Hôm qua thì em cũng đã ướp bò để trong ngăn mát tủ lạnh này. Bữa nay em đem cho Đặng nấu. Cái này là có ngò gí nè. Còn ngò gí còn được gọi là rau mùi, cà rốt với sả này em đập cho nó dập rồi nè, hồi cột lại bỏ vô. Với gừng cũng đập dập rồi, với một củ hành. Đây là tỏi với hành bằm nhuyễn. Với đây chuẩn bị một chai bảy úp. Không có chai nhỏ, mua chai bự cho nó ngợi. Người ta có thì người ta kho bằng nước dừa, em không có nước dừa, em kho bằng nước này cho nó mềm á. Ở bên đây người ta hay bỏ nước này lắm cô chú. Mềm cho những cô chú lớn tuổi ăn. Bữa nay em chơi cái nồi chà bá luôn. Giờ cho dầu rồi. Giờ cho hành với tỏi bằm vô. Bây giờ nó cũng vàng rồi, em cho thịt vô. Mình xào cho nó săn lại. Cái mình đổ nước vô. Xào có 2-3 phút vậy đó cô chú. Bây giờ là mình sẽ cho nước vô luôn. Bây giờ thì em đã cho nước vô nó ngập cái thịt rồi cô chú. Bây giờ thì mình sẽ cho nước ngọt vô. Cô chú anh chị có bảy ướp thì cho bảy ướp nha. Tùy theo mình, cho nhiều thì nó mềm mau, còn cho ít thì nó hơi nấu hơi lâu một xíu. Em nấu cho bà nội cho nên phải bỏ này vô cho nó mềm á cô chú. Ông bà nội ăn gục luôn mới được, tại gan hư hết trơn rồi. Bây giờ thì mình tiếp theo mình sẽ bỏ sả vô, sả đập vô. Đầu sả. Này là gừng đập dập. Kế tiếp là hoa hồi. Ở trong gói gia vị nó có sẵn quế đủ hết trơn rồi, cho nên em không có bỏ vô. Chỉ bỏ qua hồi thôi. Mình để đây mình dặn lửa riu riu thôi. Rồi cái khi nào có bọt thì mình vớt bọt cái cô chú. Để em thôi cái nước nó sẽ bị đục không có ngon. Bây giờ thì em đi làm sắc cà rốt. Bây giờ thì em sẽ đi xử lý cà rốt này. Hồi nãy thì em cũng làm bông qua trước rồi nè. Còn cái củ này để lại coi cái bông nào đẹp. Hai cái này khác nhau. Cái nào đẹp thì mình để sau. Làm theo.
thấy có một điểm không? Em mua cái nồi này nó để là tới 40 lít nước lận, là tới 6 đến 10 người ăn. Em tưởng đâu nó nhỏ, tại hồi trước em mua cái nồi kia nó cũng để bự lắm, ai ngờ mua tới nhỏ xíu à. Cái mua cái nồi này cho nó chịu hao. Ai dè đâu chứ mẹ giao cái nồi quá trời to. Cái nồi nó bự hơn em nữa cô chú. Nãy giờ nấu cũng mấy tiếng rồi, em lại em vớt mấy cái xả hồi nãy mình bỏ vô á cô chú. Vớt ra xong đằng hồi đằng mình bỏ cà rốt với khoai tây vô. Rồi mình nêm nếm cái máy hút không khí này nè. Nó quá trời ồn luôn. Hút một cái là tới đâu cũng nghe hết trơn. Cho nên em ít có khi nào mở lắm. Tại vì nấu bữa nay cái nồi nó quá trời bự, rồi khói lên quá trời nhiều, cho nên em mới mở lên cho nó hút lên á. Rồi bên kia thì cái nồi đó thì em hầm cái sườn heo á, cho với heo nó ăn cơm á. Lúc này nó tự ăn ơ này, nó cầm nó cạp đồ này kia. Nhưng mà phải mềm nó ăn mới được, tại con nít á cô chú. Cho nên em hầm hai bên hai nồi. Nó rất là nóng rồi khói rất là nhiều. Em nấu ăn thì cũng tham khảo trên mạng một phần, rồi với lại nấu theo gia vị ông bà nội một phần nữa. Nấu nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi cô chú. Bây giờ thì mình sẽ cho cà rốt với khoai tây vô. Thường thì bên Việt Nam mình ăn thì sẽ cà rốt thôi à, khoai tây không có ăn. Nhưng mà bên đây ông bà nội thích ăn khoai tây lắm, cho nên em bỏ vô chung luôn. Bây giờ thì cuối cùng cũng chín hết trơn rồi cô chú. Bây giờ em quậy cái bột bắp á, đổ vô cho nó có cái độ lền. Nhà cô chú anh chị không có bột bắp á thì có bột năng cũng được. Đổ vô quậy cho nó có cái độ lền lại một xíu cho nó hấp dẫn. Nguyên một nồi chà bá luôn cô chú ơi. Chút nó múc xuống cho ông bà nội. Mời cô chú. Một nồi bò kho 40 lít. Và đây là kết quả. Nãy mình bỏ bột bắp vô xong rồi, giờ mình sẽ bỏ củ hành vô. Gắt chi vào này nọ. Trang trí vài cọng ngò rí vô. Rau mùi. Chiều về thì em mới ăn cơm với bò kho. Tự ăn rồi đó. Mẹ tiền tan cho con, sẵn chi lưu lưu. Ngon lắm. Ăn đi con, ngon lắm. Ăn xong đi rồi mẹ đi tắm cho. Hồi trước mùa hè thì một ngày đi học 2 buổi thì tắm 2 lần. Sáng 1 lần, chiều 1 lần. Giờ thì trời lạnh, ngày có 1 lần. Chắc sáng lau mình xong, cái đầu đi học tới chiều về, cái đầu lau mình quần nữa. Cũng 2 lần nhưng mà lau mình. Còn trời mùa hè thì tắm. Tại vì sáng lạnh dữ lắm cô chú ơi. Cởi đồ rất là lạnh luôn. Con ăn cơm vô với con. Con ăn thịt bò không vậy? Con ăn cơm vô với. Lấy cái muỗng kìa, lấy cái muỗng kìa, đừng bóc tay. Có cái muỗng đó. Ừ, con ăn cơm giỏi, mai mốt mẹ thương con lớn à, con giỏi vậy đó. Con giỏi hơn mẹ An rồi. Ít thôi, ít thôi. Ừ, nóng quá kìa, hả họng cho nó bay ra kìa. Ghét không? Giỏi mẹ thương. Con ăn thử miếng khoai tây đi, cho mẹ vui. Dạ, làm gì vậy? Ăn lần gì vừa thôi, nhai hết trong họng á, ăn miếng khác biết không? Lần đầu tiên tự ăn mà. Cái nhà, cái hai cái này con không thích ăn đâu, con mẹ cho ăn cái. Con. Hai cái này phải... Con không thích ăn thì con để đó hồi mẹ ăn, mẹ hỏi con nè, cái đó là kêu bằng cái gì tiếng Việt Nam? Tôi là hủ lúc, ở bên dưới tôi là hủ lúc bò. Cà rốt Trung Quốc kêu hủ lúc bò. Đúng rồi đó. Rồi cái kia kêu bằng cái gì? Thù tâu là kêu bằng gì? Thù tâu là tiếng Việt kêu bằng khoai tây. Khoai tây, cái này kêu gì mà? Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Con ăn đi. Cà rốt. Ăn lẹ đi, ăn lẹ đi, đem đồ ăn cho ông nội nữa nè.
ăn miếng thịt miếng cơm, ăn vừa cơm thôi con, ăn cơm nhiều vậy, ăn hết trong miệng thì ăn nữa. Không có gì đâu. Không có gì đâu hả? Giỏi. Rồi ăn miếng thịt vô. Bây giờ thì em sẽ mang cái tô này mang cho bà nội cô chú. Cái tô này nửa nồi nè, thấy nó gì chứ bự chà bá luôn á. Ở trong ở trong đây thì thấy nhỏ, ở ngoài bự lắm. Mà dạ con đi đâu vậy? Con đi lại nhà bà ngoại cho. Con lại nhà bà nội cho gánh cho bà ngoại. Con đi đâu vậy? Con đi, con đi đem bánh cho ông nội bà nội ăn bánh kho nè mà cô chú. Bò kho. Bò kho. Đi lên xe, lên xe. Vô, vô nhà lẹ lên đi, vô nhà. Có Hà, có Hà nữa. Nhưng anh siêu fan rồi mà. Rồi nè. Xuống tới là dành công liền, dành đưa cho ông nội mới chịu, mà mẹ đưa không chịu. Nhiễu râu đó, chưa ra xuôi xuôi nhiễu râu đi. Phá phải thấy chưa? Chị nấu lẹ đi, hảo lận nè. Ê chị nấu lẹ lận. Hiện tại sang xuê, tầm mấy không? Rồi Trinh Thiên xong cưa xin xong rồi, xong cưa dê Thiên Thiên ơi. Xong cưa xong rồi. Xong rồi đó, xong rồi đó. À. Chị nấu lìa, liền cái đại đi kì khang tha. Hát cho ông bà nội nghe mới được, chứ mà nên ông nội không chịu. Đó, tha xong cưa nè. Con thấy bà Phan cái cơ ta phẩn cửa xưa bà Phan thách xà trong liền bên dễ xà bà na sổ bua cản Phan liền bên nhiều râu nhiều râu nỉ mẹ nó. Xua xua thật rõ ràng rồi. Bác giả xì phan là không ba. Wow, xì na mà to à. Wow, xì na mà to. Mấy dầu à? Mấy dầu tên? Mấy dầu tên na này cả tên? Đúng phải có sức rừng rồi chứ bác giả. Nó xin này. Ông bà nội nói tôm nhiều quá à. Cô bà không cho 3 hộp, ông nội lấy 2 hộp, em có 1 hộp à. Giờ ông nội cho đây mì nhà nấu ăn. Măng dạ. Hỏi ông nội cái giò còn đau không? Con đi đâu với ông nội vậy? Đi mua thuốc hả? Đi mua thuốc với ông nội à. Con đi về tặng mà ta chơi tặng đi á. Nè, chị bỏ xưa đây này gà bùa can chi. Nè. Nè. Khoái là. Quá là vô rồi bè. Quá cơ xin bè. Đó, tặng dấu xiển là quá cơ xin. Quá cơ ta này kìa. Khởi gì la mama chi cần chi. Vô ý cơ sang xe đô này kìa đó. Tè mama chi cần chi bè. Hai ông cháu đi chợ rồi đó.
Đợi ông nội quay xe lại. Sao lại xịt xuống phụ, xịn canh hả mấy canh? Bò kêu dây bò bò đây. Nó kêu ông nội leo lên trước, nó leo lên sau. Để ông thôi leo lên trước nó té. Để mày ẩm con được không? Bận cái quần dày quá, hai cái quần luôn cho nên leo lên khó khăn. Bye bye mẹ đi. Mua bánh cho mẹ chứ nghe. Giỏi. Hai em cháu đi. Kìa nó mua bánh cho mẹ với cái nó nói ông nội rồi đó. Hồi về mua bánh cho mẹ. Hai ông cháu về tới đó rồi kìa. Nãy giờ ơi. Đã nãy giờ biết bao lâu đi về, cha với heo về tới đã ăn cơm. Em cũng đói bụng rồi. Ông nội chạy xe chậm lắm. Ơi. Mẹ con không có mua cho mẹ hả? Nó nói hồi nãy mẹ giận mua cái gì con quên rồi. Mẹ kêu mua bánh cho mẹ sao con không mua cho mẹ? Bánh gì cũng được. Kêu ông nội ẵm con xuống đi. Wow, chứ. Kêu ông nội chụp hình nữa kìa. Đi bò thôi. Té xói tổ. Hai ông cháu đi về. Đâu? Ủa, ông nội chụp chùm tấm hình nữa chứ. Ê, buổi dùng thôi tim mình, tâm mình khoe cha là. Về à? Đâu? Ok, ông nội chụp hình cho con đó hả? Ooh, how feel là anh trai? Kêu ông nội chụp hình ngồi lên ôm con gấu rồi nó dữ dằn. Nếu thật ra thì có chỗ cái đó là toàn của mẹ mà. Toàn là mẹ. Bây giờ dùng là đi khang bạn đi lưu về. Cái ba mà nói đi. Đi bên xưa. Đi. Bà tẩu là. Cái ba về này đây con. Video của em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý chú anh chị đã xem. Bye bye.